Thường anh em đi đánh sẽ ưu tiên các vị tướng tủ để chơi mà lại quên mất các kèo khắc chế. Kèo, đúng vậy, kèo thua hoặc thắng hoặc đi kèo hòa với mọi tướng. Vậy đâu là năm kèo slow phế nhất? Ok, TNG chia sẻ năm kèo bản thân thấy hưng phấn khi đối đầu, kèm theo đó là cách giải kèo khi bị cho là ở thế cửa dưới. Đừng quên, nếu anh em đang vướng kèo solo nào, cứ mạnh dạn bình luận để TNG giải kèo cho nhá. Anh TNG ơi, lên cho em quả nick có skin của Laurel đi. Ok, liên quân sale nhá, nhớ cái mục đó đấy, mua nick cháu rẻ. Và nhập thêm quả má TNG, được giảm giá 10%. 224 trang phục, thứ nguyên vệ thần Laurel. Laurel phi thiên, thiên sứ công nghệ, tinh vân sứ. Yên tâm, mua tài khoản chẳng may gặp sự cố, hoàn tiền mua nick khác cho anh em nhé. Thứ nhất, Floor, kèo kỹ năng này đúng kiểu là kỹ năng tốt, có thể hóa giải mọi kèo dễ nhất. Hiện tại nếu để kể ra những vị tướng khả năng làm khó cho Floor ở đường ấy, chắc một bàn tay đếm không xuể. Có thể điểm qua như là Ryoma, Richter theo dạng là cấu đỉa, dọn lính và ưu tiên di chuyển tạo lợi thế, đồng thời đủ sức cơ động để có thể out tầm hoa của Floor. Ngô Khỉ, một dạng tầm dưa cuối game đầy khó chịu khi có thể cấu đỉa máu và câu chiều Floor, sau đó quay lại sốc đa Manta nhiều khả năng tăng hình. Zukaku cũng là hai kèo đấu sĩ khá là chua với Floor. Nếu để bọn này có lợi thế về tiền ấy thì gó Floor bồm bốp. Đã vậy Quy và Zuka đều những hiệu ứng khống chế để có thể giữ chân Floor, thậm chí là ngắt chu cuối của anh ta nếu Floor sử dụng không tốt. Người ta gọi là kỹ năng ao nhầy đó. Dù vậy với cá nhân TNG và khá khá anh em thì với một người chơi không quá master Floor thì kèo Murad mới thực sự là khó chịu. Vì sao ư? Hắn ta có thể dọn lính lại đồng thời thể cấu đỉa máu Floor bằng một pha ảo hành tràm và cả chiêu 1 và chiêu 2. Và nếu gặp một Murad chơi cẩn thận, giấu bóng kỹ càng, Floor rất khó bắt. Chắc chắn rồi, việc chủ động được dọn lính trước kết hợp sự cơ động của chiêu 1 thì Murad đi trước và can thiệp giao tranh sớm là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, không hẳn là không có cách trị kèo này. Vì nếu là hai mùa trước đây ấy, thì kèo này có thể nói là 7-3 cho Murad, nhưng hiện tại theo TNG chỉ là 6-4, thậm chí là 5-5. Bởi nếu bạn coi giải GCS cặp trận mở màn giữa Fradgood và Bro thì Floor của Nailiu đó tình huống tung hoa nhạy cảm khi Murad vừa chém cho cuối xăng để giữ chân và lấy đi giáp hồi sinh của Murad trong tay Tling. Tức là không chỉ những tên Mina, Quy hay là Omen mà ngay cả Floor với ứng nhịp hoa của mình có thể giữ chân lại Murad. Nên nếu bạn đối đầu Murad ấy, phải căn thời gian chu cuối của anh ta gần hết là tung chiêu khống chế ngay. Cái này các bạn phải học nhá, nhất là những Murad lên dề hồi chiêu. Ngoài ra không phải Murad nào cũng biết để bóng hay, đặc biệt là khi đang có lợi thế ở đường ấy sẽ dễ chủ quan ngay. Và chúng ta cầm Floor cần nắm bắt những cái thời cơ quý giá như vậy để có thể đưa Murad lên bảng điểm số. Chỉ cần một hay là hai pha thôi ấy, Murad lén liền ha. Ngoài ra, nếu bạn chưa quá tự tin làm chủ Floor thì thay vì dùng đấu khí, chúng ta sử dụng mục giáp hạn chế sự cấu đỉa của Murad. Có một chút kinh nghiệm nhỏ sau nhiều lần ăn hành của TNG đó là hãy để Murad farm trước. Bởi thay vì cùng farm và để bị cấu đỉa máu mà vẫn đi sau, thì thà đi sau mà còn giữ được máu còn hơn. Cũng như là khi mà để Murad đi trước ấy, các bạn di chuyển ở sông ấy đừng có quá hổ báo nhá. Vì tránh được cấu điểm máu ở đường mà trên đường đi ganh ở sông ấy lại bị úp sọt cấu máu thì cũng bằng hoa. Chấp nhận đi đường có thể đánh thua một chút, nhưng nếu do anh tổng chúng ta làm được ấy thì cứ gọi là ok. Còn anh em thì sao? Cầm Floor anh em ngán kèo này nhất khi đi đường? Bình luận để TNG hóa giải kèo cho anh em nhé. Đừng bao giờ nghĩ rằng cứ kèo thua là không chơi được và hủy trận nhá. Hóa giải được hết. Thứ hai, Omen. Đã qua lâu rồi, cái thời Omen làm chủ đường xe ra và quật tất cả mọi kèo. Nhưng thời gian gần đây, Omen đã gặp nhiều đối trọng hơn. Nếu như ở giải, từng có một Doji đầy khó chịu, không sợ Omen xích. Xích là chiêu cuối và chiêu một dí cho ngay. Hay là một Mina, từng trong tay Maki, cân hai thành viên của V-Gaming, chấp cả Omen trong tay Embers. Tuy nhiên, với nhiều người, đặc biệt là ở trong rank và phổ biến nhất là ở giải hiện tại, và cả cá nhân TNG, thì kèo Omen gặp Floor mới thực sự là kèo khó chịu nhất. Bởi vốn Floor rất là thích đánh mấy con kiểu là Ludu nè, không có quá nhiều đam sốc, lại ít hiệu ứng khống chế cứng, khiến cho Floor bị đứng im và không thể mua được. Mà Omen khống chế căng đấy, nhưng chỉ là xích lại thôi, mua vẫn được mà. Có thể cấp độ 1 nhá, Omen có thể quật và lái máu so với Floor. Nhưng khi cả hai cùng lên cấp độ 2 nhá, đó lại là một câu chuyện khác. Nên nhớ, khi Floor và Omen trao đổi kỹ năng, thì Omen không có kỹ năng hồi lại máu, còn Floor có đấu khí hồi lại đáng kể đấy, kể cả là cầm mục giáp. Cái đáng sợ nhất của Omen là cú sát vực. Tuy nhiên, nếu là 1-1 ấy, dù xích xong, cũng chắc gì anh em dám đứng lại để quật Floor. Chứ chưa nói tới việc là Floor chủ động khắc chiếc cuối trước, thì Omen có ái nịt cản bước tiến của Floor, chuẩn không? Nếu lên thêm quả áo băng ấy, thì chọc Floor dễ nhăn bánh. Mà chưa kể bây giờ thư ngu kiếm nhá, có thêm cả làm chậm. Nếu các bạn thích, lên ngay slot 2 đều được mà. Tuy nhiên kèo này chỉ khó khi 1-1 thôi. Nhưng nếu chơi kiểu là gọi người từ phía Omen ấy, đó lại là một câu chuyện khác. Và chính trong giải đấu, đó khá khá đội lựa chọn cách này. Chỉ là ở rank đơn ấy, hơi khó phối hợp, đồng thời yêu cầu về chất tướng đi ganh phải kiểu như là bọn Zata hay là bọn Elan, Aoi, Kinnak, Pain. Kiểu là dồn đam nhanh Floor, không cho anh ta kìm múa, đồng thời bản thân Omen chủ động lên đao chuồn sớm.
Nếu chiếc cuối xích được Flower, rút lui ngay để đồng đội cấu đỉa từ xa. Đừng để Flower lợi dụng múa và hồi máu nhé. Còn nếu không ấy, thì chỉ có cách là chấp nhận cho Flower dọn đánh trước, hoặc là chúng ta chấp nhận bỏ một tân lính để đi ganh và lấy lợi thế sớm. Về đoạn sau, nếu ông thấy Flower ấy, thì tốt nhất đừng đẩy quá cao, cũng như là đừng ham đẩy sâu nhé. Vì bị bọc ấy, hết cứu. Giao tranh nếu xích được Flower quá ngon, còn nếu Flower khắc chiếc cuối ấy, hãy tận dụng sát niệm để tanh một vài nhịp hoa của Flower. Và thứ hai, bỏ chạy là thượng sách. Tất nhiên, ở giao anh tổng ấy, chúng ta thể đột biến bằng cách là chiêu cuối tốc biến, bắt chủ lực kẻ địch để dồn đam. Kèo này ấy, thì thực tế về đoạn sau là so chủ lực bên nào bắn được nhiều hơn và bên nào xử lý kỹ năng ổn hơn. Nhưng cá nhân TNG thiên một chút về Omen ở những pha núp bụi bắt và hội đồng. Còn anh em thì sao? Nếu phải đi kèo Omen với Flower, anh em xử lý ra sao? Hay là trốn đi trợ thủ luôn? Hoặc là cách xử lý khác hay hơn? Chia sẻ đi! Thứ ba, ngộ không. Ngộ vốn là một vị tướng late game nên có nhiều kèo đấu có thể khiến ngộ khỉ ăn hành đầu game, nhưng cuối game nhá, khỉ phun đồ và tinh quái vẫn có thể bật được. Ví dụ gặp một quy lên dày giáp ấy thì gõ mỏi tay luôn, mà ăn đập vào tường ấy ai cứu nổi. Hay Skirt là một trường hợp mà ngộ khỉ phải mỏi tay nếu muốn sốc đam, nhất là Skirt mà lên sớm giáp thống khổ và giáp gai ấy chẳng khác nào giúp bạn ta hồi máu. Omen còn nguy hiểm thêm khi mà ngộ khỉ không chỉ là khó sốc đam Omen mà có thể dính một cái sát vực và bị nhồi đam. Tuy nhiên dù là gặp Omen hay là quy, với lớp cửa chơi khi ngộ khỉ chơi khéo và có món đồ kiếm Muramasa cũng như là combo đủ nhanh để quy không ra kịp chiêu. Dù vậy, cá nhân TNG khi cầm ngộ khỉ đi top thì thực sự rất là ngại gặp con Tara. Nó vừa trâu, đam thì to, mà sốc ấy khoai cực kỳ vì ai đời ngộ khỉ lên đao chuồn làm gì, đúng không? Thành ra Tara bật chiếc cuối xong ấy đứng cho ngộ khỉ gõ full combo luôn. Đã vậy Tara còn cầm chứng trị để farm mạnh, hack tiền và ao đồ nhiều ấy thì khỉ làm sao mà chơi được? Nó cứ ăn linh thú nè, nó cứ cướp rừng và chặn lính thôi. Thì ngộ khỉ chỉ biết nhìn trong vô vọng nếu không có đồng đội hỗ trợ. Và đáng sợ hơn là Tara gọi đồng đội lên ganh và băng trụ ngộ khỉ. Kể cả phải tanh trụ có lính hay là không lính nhá, Tara thoải mái luôn khi ở chiếc cuối. Ngoài ra lên game, mấy con nhà Zuka, Quy hay là Ryoma ấy, dù đầu game có thể đè ngộ khỉ nhưng cũng cần phải cẩn trọng khi để lẻ và nấu bụi nhá. Còn Tara cuối game thêm quả thuẫn nhâm thạch ấy, chấp hai ngộ khỉ luôn. Giải pháp thì cũng có nhưng không hẳn là dễ làm đâu, đó chính là kêu gọi đồng đội ấy lên ganh phải ở không chí cứng và có sát thương, đặc biệt là sang chuẩn càng ngon để có thể phối hợp và đưa Tara lên bảng điểm số. Hoặc có thể chơi chiến thuật là kệ Tara, thích làm gì thì làm, à ta chặn lính hay là không chặn cũng được. Và nhớ là đừng quá tập trung vào Tara, bởi nhiệm vụ chúng ta là bắt chủ lực kẻ địch cơ mà. Mà tính ra đi với Tara ấy, ngộ khỉ càng dễ thở, kiểu là Tara chỉ có sự trâu bò thôi, chứ làm gì có hiệu ứng không chia cứng và đam sốc để bắt ngộ khỉ. Tóm lại, kèo này khá đơn giản anh em ạ, đó là đụng là chạy, chấp nhận nhịn nhục và tìm thấy con mồi máu mỏng mà đập thôi. Mối tội đồng đội mà không hỗ trợ ấy, dừng mất bùa, đường thì bị chặn lính và nổ trụ. Đừng có đổ tội lên đầu ngộ khỉ nhá, ngộ bất lực thôi. Đợi lên game, ngộ khỉ bắt chủ lực, ngộ gánh sau. Thứ tư, Ryoma là dạng tướng cần sự khéo léo trong cách chơi. Vì nếu đánh thẳng mặt, Ryoma không hẳn có lợi thế đâu. Dù là tướng, quả năng đi mọi kèo, nhưng không phải là auto win và vẫn có những kèo khá là chua. Ví dụ ở giải thì kèo Skirt hay là Tara là một kèo khiến Ryoma ngập hành khá nhiều. Vì Ryoma cấu đỉa bao giờ mới lấy được 1/3, chứ đừng nói là 1/2 máu của hai vị tướng kể trên. Cứ bán máu dọn lính và di chuyển thành ra Ryoma chịu. Còn ở rank nhá, kèo Ryoma với Quy là một kèo khó. Vì nếu Ryoma không đủ khéo, bị Quy combo cái dễ lên bảng điểm sâu lắm. Dù các bạn dùng du hiệp lên semi, chứ đừng nói là dùng ma chú và lên full dam nhá. Hay là như kèo Ryoma với Omen cũng khá là khoai. Đầu game Ryoma ấy có thể hành Omen, nhưng về sau khi có sát vực và vài món tanh vật lý thì chỉ cần xích được là gần như Ryoma lên bảng. Nhưng cá nhân TNG khá thích một kèo, dù con bài này không xuất hiện nhiều ở trong rank, đó chính là Xena. Cô nàng theo kiểu là lìa có nè, sốc đam có, thủ lính, đầy lính đồng thời được luôn. Dù Ryoma kéo người lên ấy, chưa chắc ăn được Xena đâu. Mà Xena chỉ cần pha combo hay, dù là lợi dụng lính hay là núp bụi và câm lặng được thì khá chắc Ryoma nửa máu ra đi, thậm chí là bốc hơi. Với kèo này, chúng ta ưu tiên sử dụng giày kiên cường để tránh bị câm lặng và hạn chế bị đá tứ huyệt chạm không tỉnh lại được. Ngoài ra luôn chừa lại chiêu một khi farm nhá, chứ mất chiêu một Xena tấn công ấy chạy sao được. Đồng thời chiếc ký bụi cỏ cạnh tường gần con linh thú trước khi bạn farm. Đầu tư một cái cú chọc đổi lại sự an toàn là cần thiết. Chưa kể để sử dụng thương khung kiếm sớm ở tầm slot 3 gì đó để hạn chế phần nào việc bị Xena dồn đam. Kèo này thì thật ra ai có lợi thế đứng bụi trước, dù là đi farm hay là di chuyển, là người sẽ nắm lợi thế câu máu hoặc là dồn đam trước. Tất nhiên, nếu gặp một Xena lên giày giáp nè, lại có món thủ vật lý sớm, nếu các bạn không ao tiền hay là có đồng đội ấy, chúng ta chỉ nên cấu điểm máu nhẹ nhàng thôi. Chứ lướt hai lần chưa một lên ấy, hết cứu, Xena combo ngược lại luôn. Đó là cảm nhận riêng của TNG khi chơi Ryoma, đối đầu một số kèo đi đường. Còn anh em thì sao?
khi cầm Rioma, ngán kèo nào nhất hay là tự tin gặp kèo nào bẻ cổ kèo đó. Thứ 5, Zuka, gấu béo đang bị tướng được rất nhiều anh em đánh giá là đa năng bậc nhất vì cái gì hắn ta cũng có, kèo nào cũng có thể đi được. Tất nhiên với TNG ấy, thì vẫn có một số kèo mà Zuka khá bất lực. Đầu tiên là Wonder, đúng vậy, càng bị late game thì Zuka càng khó solo 1-1 hơn. Nhưng ở rank, Wonder chủ yếu đi rừng thôi, mà video này chúng ta nói về đường top nên tạm bỏ qua Wonder đi rừng nhá. Q với nội tại tăng giáp và hồi máu sẽ khiến Zuka gặp nhiều khó khăn, đóng mở ngoặc là Q chiêu cuối phải đẹp, còn không ấy, Zuka có thể ăn bánh bao ngay. Scott với độ trâu và lượng đam phép có, hắn ta có thể đấm gục Zuka một cách dễ dàng. Nhưng Zuka lết mà kiếm Muramasa và Nang Fendi ấy cũng không hẳn là quá ngán Scott đâu. Tất nhiên, nhiệm vụ chúng ta là gì? Bắt xạ thủ kẻ địch chứ không phải là cò cựa với thằng Scott đâu. Nên mấy kèo này là lợi thế và chú ý khi bạn đi đường hoặc đẩy đường hoặc đơn giản đối đầu 1-1 thôi. Dẫu vậy, với cá nhân TNG thì ghét nhất vẫn là gặp Omen, vì chính bản thân TNG là một người từng rất là khoái sử dụng Omen đi kèo với Zuka. Omen cầm một giáp, kết quả combo dây giáp và giáp hiệp sĩ sớm thì dù các bạn bật chiêu 2 không quá hay, Zuka cũng rất là khó sốc. Nếu mà để Omen xích được hay là bật chiêu 2 hợp lý ấy, thì Zuka combo quá khó. Anh em đã trải qua cảm giác là nhảy chiêu cuối kết hợp đánh thường mà Omen chỉ mất có tí máu chưa? Ta nói là bất lực. Đẹp vậy nhá, ở mùa S3 này với quả thương khung kiếm, Omen mà lên thêm tinh linh ấy thì thôi, xích cái có thể lên bảng điểm số luôn chứ đùa. Đó mới là gặp Omen chơi sòng phẳng nhá, chứ nó mà chơi xấu tính, gọi thêm team lên ấy thì thôi. Tuy nhiên kèo này Zuka vẫn có cửa chơi mà. Và nếu là một Omen full tank ấy thì cách chơi nó khác, đó là chúng ta bỏ qua Omen thôi. Kè cựa với nó ấy, phí thời gian. Trước kia nếu mà chẳng may bị nó xích, đồng đội mà nó lại lên gánh, hội đồng ngay. Còn nếu Omen cầm tinh linh và Rendam lại dễ chơi hơn. Nhưng mà phải hết sức chú ý, bởi vì nếu Rendam ấy nó sẽ có thương khung kiếm và chiêu 2, lơ ngớ là lên bảng đó. Và một chút mẹo nhỏ đi đường ở đầu game, đó là nếu Omen bật chiêu 2, đừng dại đam luôn, hãy cấu rỉa và cố gắng câu chiêu cuối của hắn ta. Tất nhiên về mặt trang bị ấy, nếu được hãy dùng dây giáp cho cứng cáp nhá. Cũng như là nên lên quả kiếm Muramasa để đập Omen thấm hơn. Thêm vào đó cẩn thận khi dùng cả thương kiếm nhá. Omen lên được, chẳng lẽ chúng ta không được? Ngoài ra anh em có thể lựa chọn lối chơi đó chính là chỉ dọn lính và di chuyển, chấp nhận cho Omen dọn trước. Và đừng quên giao tranh me xạ thủ địch tốc biến thôi. Kệ Omen, miễn đừng để hắn ta xích là được. Còn anh em thì sao? Khi cầm Zuka có ngại khi gặp kèo Omen hay là Q không? Và những kèo nào khiến anh em chơi Zuka lo sợ hay là chơi với tâm thế không ngán ai? Chia sẻ ngay nhá. Đó là 5 kèo solo TNG khá hứng khi đối đầu. Bởi chơi kèo dưới mà, đối đầu với kèo được cho là trên kèo ấy mà chúng ta ăn được, nó mới phê. Chứ cầm floor chọc tanh ấy, nó lại bình thường quá. Qua đó gợi ý cho anh em những mẹo để ứng phó nhá. Anh em đang gặp khó ở kèo nào, cứ bình luận, TNG sẽ lên clip giải kèo cho anh em. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo vào 10 giờ sáng và 17 giờ chiều hàng ngày nhá.